Ok anh em, hôm nay tôi sẽ chơi con game Haze Peace. Đầu tiên là lấy chân đen. Anh em qua đảo nhà hàng trên biển để lấy nha. Bây giờ tôi sẽ đi lấy Geppo. Tôi đã level 1 rồi, đi theo tôi. Bây giờ thì nhảy lên trên cùng. Vậy là có Geppo. Tiếp theo là Haki Quan Sát. Ok con luôn, Haki Vũ Trang. Cuối cùng là Haki Quan Sát. Anh em tới đảo này nha. Bên PC này đây. Cần level 600 lần.